xem ngày tốt tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Hợi. Kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vấn đề về ngày tốt, ngày xấu luôn được mọi người chú ý, quan tâm để có thể sắp xếp công việc một cách phù hợp, chọn lựa để không làm ảnh hưởng đến vận mệnh của từng tuổi. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Hợi. Trước khi đi tìm hiểu nội dung thông tin chi tiết, quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xem ngày tốt tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Hợi. Tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, Sa Chủ ngày giờ Dậu, Thụ Tử ngày giờ Thân, Nguyệt Phá ngày giờ Tỵ. Trước khi đi tìm hiểu những ngày tốt của tuổi Hợi thì chúng ta cùng điểm qua những ngày xấu cần phải tránh. Đó là những ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Nguyệt Phá, ngày Xung Tuổi, ngày Dương Công Kỵ, ngày Sát Chủ, ngày Thụ Tử và ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Đầu tiên, ngày Tam Nương gồm có ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch. Trong đó, ngày mùng 3 âm lịch là ngày Giáp Tý, Bỏ. Ngày mùng 7 âm lịch là ngày Mậu Thìn, Bỏ. Ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất, Bỏ. Ngày 18 âm lịch là ngày Kỷ Mão, Bỏ. Ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi, Bỏ. Ngày 27 âm lịch là ngày Mậu Tý, Bỏ. Ngày Tam Nương đặc biệt cần tránh chuyện ăn hỏi, cưới xin. 2. Ngày Con Nước gồm ngày 11 và ngày 25. Ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân. Ngày 25 Bính Tuất. 3. Nguyệt Phá gồm những ngày Tỵ. Tất cả những ngày Tỵ đều là Nguyệt Phá, trong đó có ngày mùng 8 và ngày 20 âm. Mùng 8 là Kỷ Tỵ, 20 âm là Tân Tỵ. Xung Tuổi cũng rơi vào những ngày Tỵ luôn. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 23. Ngày Giáp Tuất, ngày Giáp Thân. Ngày Sát Chủ gồm những ngày Dậu. Tất cả những ngày Dậu đều là ngày Sát Chủ. Trong tháng 10 có ngày 12 và ngày 24 âm lịch. 12 âm lịch là Quý Dậu, 24 âm lịch là Ất Dậu. Thụ Tử gồm những ngày Thân. Trong đó, ngày Thân gồm có những ngày 11 và ngày 23 âm lịch đã bị loại bỏ từ trước. Thiên Địa Chuyển Sát gồm có Bình Tý và Nhâm Tý. Tuy nhiên trong tháng 10 âm lịch không có Nhâm Tý, chỉ có Bình Tý rơi vào ngày 15. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày xấu của tuổi Hợi trong tháng 10 âm lịch, tính theo ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Nguyệt Phá, Xung Tuổi, Dương Công Kỵ, Sát Chủ, Thụ Tử và Thiên Địa Chuyển Sát. Sau khi loại bỏ được những ngày xấu cần tránh thì chúng ta cùng đến với những ngày tốt. Cách xem ngày tốt dựa vào thiên can để tìm ra được lộc tồn, thần tài và quý nhân. Cách thứ hai là xem theo địa chi của tuổi Hợi để tìm ra được nhị hợp và thiên mã. Chúng ta cùng đi đến với phần đầu tiên trong chọn ngày tốt cho tuổi Hợi, đó là xem theo phương pháp tính theo thiên can để tìm ra được thần tài và quý nhân. 1. Ất Hợi sinh năm 1995, có ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân vào ngày Mão, Tý và Thân. Trong đó ngày Mão có ngày mùng 6 âm lịch là Đinh Mão, ngày 30 âm lịch là Tân Mão. Tý thì đều là những ngày xấu không được. Thân thì gồm những ngày Thụ Tử nên cũng không được. 2. Đinh Hợi sinh năm 1947 và 2007. Đinh Hợi có ngày lộc tồn, thần tài và ngày quý nhân vào những ngày Ngọ, Sậu và Hợi. Trong đó, ngày Ngọ có ngày mùng 9 âm lịch, Canh Ngọ. Ngày 21 âm lịch, Nhâm Ngọ. Sậu trùng với ngày Sát Chủ không được, Hợi thì có ngày mùng 2 âm lịch là Quý Hợi. 14 âm lịch là Ất Hợi và 26 âm lịch là Đinh Hợi. 3.
Kỷ Hội sinh năm 1959. 3. Kỷ Hội sinh năm 1959. Kỷ Hội có những ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân trùng với ngày Ngọ, ngày Tý và ngày Thân. Trong đó, ngày Ngọ có ngày 9 âm lịch, canh Ngọ, 21 âm lịch là Nhâm Ngọ. Tý đều là những ngày xấu và Thân cũng là những ngày thụ tử là ngày xấu. 4. Tân Hợi sinh năm 1971. Tân Hợi có những ngày Dậu, Ngọ và Dần là ngày lộc tồn và ngày quý nhân. Đầu tiên, ngày Dậu trùng với ngày sát chủ, Bọ. Ngày Ngọ gồm có những ngày mùng 9 âm lịch và 21 âm lịch, tương đương với Nhâm Ngọ, tương đương với canh Ngọ và Nhâm Ngọ. Cuối cùng là Dần. Ngày Dần có ngày mùng 5 âm lịch Bính Dần, 17 âm lịch Mậu Dần, 29 âm lịch là Canh Dần. Quý Hợi sinh năm 1983 có những ngày đẹp, gồm có ngày thần tài, quý nhân rơi vào ngày Tý, Tỵ và Mão, trong đó Tý, Tỵ đều là ngày xấu. Mão thì có ngày mùng 6 âm lịch là Đinh Mão, 30 âm lịch là Tân Mão. Quý vị thân mến, đây là những ngày đẹp xếp theo thiên can để tìm ra được lộc tồn hay còn gọi là thần tài và quý nhân. Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo, tìm ngày đẹp thông qua địa chi. Tìm ngày đẹp thông qua địa chi của tuổi Hợi để tìm được nhị hợp và thiên hà. Tuổi Hợi có nhị hợp. Để tìm ra được nhị hợp và thiên mã, tuổi Hợi có nhị hợp và thiên mã là những ngày Dần và ngày Tỵ. Ngày Tỵ trùng với ngày Nguyệt phá và xung tuổi nên không được, chúng ta chỉ còn ngày Dần, gồm có 3 ngày Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, tương đương với mùng 5, 17 và 29. Đầu tiên Ất Hợi bổ sung thêm ngày Dần. Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi đã có Quý Hợi. Quý vị thân mến, qua hai cách tìm theo thiên can và địa chi, chúng ta đã cùng nhìn ra được những ngày tốt của tuổi Hợi trong tháng 10 âm lịch. Bây giờ, trước khi kết thúc chương trình, chúng ta hãy cùng điểm qua từng ngày cụ thể trong tháng 10 âm lịch của tuổi Hợi. Đầu tiên, đối với tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, có ngày đẹp gồm những ngày mùng 5, mùng 6, 17, 29 và 30 âm lịch. Đinh Hợi sinh năm 1947 và 2007 có những ngày mùng 2, mùng 5, mùng 9, 14, 17, 21, 26 và 29 âm lịch. Kỷ Hợi sinh năm 1959 có ngày mùng 5, mùng 9, 17, 21 và 29 âm lịch. Tân Hợi sinh năm 1971 có ngày mùng 5, mùng 9, 17.